Xin chào các bạn, mình sẽ đưa các bạn đến thăm một thành phố. Các bạn cùng đón xem đó là thành phố nào nha. À, Đà Nẵng đây rồi. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về Đà Nẵng trong tương lai năm 2070 nhé. Chúng ta đang ở trong một buổi học tại một trường trung học cơ sở. Bài tập hè của cả lớp lần này là tìm hiểu về Đà Nẵng trước khi trở thành thành phố Đà Nẵng văn minh hiện đại như bây giờ. Chúc các em có một mùa hè vui và ý nghĩa. Đây là Đô, một học sinh lớp 6, một cậu bé khỏe mạnh, nhiệt tình, thích pha trò và đặc biệt là ghiền mì Quảng. Ba là một thiên tài kỹ thuật đấy. Còn đây là Thị, cô em gái song sinh của Đô, là một cô bé hiền lành và tốt bụng, hay tò mò và thắc mắc. Không biết văn hóa xếp hàng có từ khi nào anh nhỉ? Anh cũng không biết nữa. Vậy đi em về nhà thôi mẹ. Chào mẹ, tụi con đi học về. Mẹ ơi, thành phố mình trước đây như thế nào hả mẹ? À, trước đây Đà Nẵng khác hơn bây giờ nhiều lắm. Mà các con hỏi làm gì vậy? Tụi con đang có bài tập hè tìm hiểu về Đà Nẵng. Mẹ nghĩ các con có thể tự tìm hiểu mà, đúng không nào? Dạ mẹ. Kể từ ngày hôm đó, Đô và Thị bắt tay tìm hiểu về thành phố Đà Nẵng. Hai anh em đọc ngấu nghiến sách trong phòng đọc sách, ngày này qua ngày khác nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời ưng ý. Trong khi đó, ba mẹ Đô Thị đang bí mật làm gì đó trong phòng thí nghiệm. Và vào một buổi sáng, ba mẹ biết các con đang tò mò và rất muốn tìm hiểu về Đà Nẵng. Trước đây, ba mẹ đã thiết kế cho các con bộ dụng cụ đây. Hai bộ đồ bay sẽ giúp cho các con di chuyển dễ dàng hơn. Đây là bộ máy thời gian. Các con có thể chọn thời điểm mà các con muốn quay về. Khi trở về, các con hãy tìm đến nhà bếp. Ở đó các con có thể tìm được câu trả lời cho chính mình. Hai anh em đáp xuống ở một bãi biển tại thời điểm Đà Nẵng năm 2017. Đô và Thị bay lượn khắp thành phố và tìm được đến nhà bắp. Chào cô chú, chúng cháu là công dân Đà Nẵng đến từ tương lai năm 2070. Thời chúng cháu sống, Đà Nẵng đã rất phát triển và văn minh. Chúng cháu rất muốn biết tại sao lại được như vậy, nên chúng cháu tìm đến đây ạ. Cô chú rất vui khi nghe mong muốn của hai cháu. Các cháu đi theo cô chú nhé. Lúc nãy nhờ có Cam mà cô chú có thể nhìn được các cháu đấy. Ô, Cam là gì bạn? Cam là người bạn của thành phố Đà Nẵng cháu ạ. Nhờ có Cam mà các cô chú có thể luôn luôn quan sát được toàn cảnh của thành phố. Do vậy mà trong các tình huống xảy ra sẽ luôn được ghi nhận và được xử lý. Cũng từ đó mà thành phố của chúng ta đã có nhiều thay đổi lắm cháu ạ. Nghe hay quá chú ơi. Cháu có thể giúp đỡ Cam. Chú cho chúng cháu gặp Cam được không ạ? Các bạn nhớ đón xem tập tiếp theo để cùng theo dõi cuộc hành trình của hai anh em nhà Đô Thị giúp đỡ thành phố như thế nào nha.